Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Ở trong cái kênh cũ của mình, mình có làm về top 10 vị phong hào đấu la mạnh nhất ở trong bộ truyện đấu la đại lục. Tuy nhiên thì khi mình quay lại thì cảm giác là top 10 đấy nó không chính xác cho lắm. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình tiện thể sang kênh mới thì mình làm lại một cái video về 10 vị phong hào đấu la mạnh nhất ở trong bộ truyện đấu la đại lục. Và tất nhiên thì đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân riêng của mình mà thôi. Nếu như các bạn cũng có ý kiến cá nhân riêng thì hãy comment ý kiến của các bạn ở phần comment nhé. Và ở trong video này thì cũng có một vài vị phong hào đấu la cũng đạt đến đẳng cấp thần rồi. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ so sánh sức mạnh của họ ở khi mà họ ở dưới cấp thần nha mọi người ơi. Vậy nên mọi người đừng hỏi vì sao mà rõ ràng đây là top phong hào đấu la mà lại có thần ở trong này. Thì lý do rất là đơn giản, mình sẽ so sánh sức mạnh của họ ở cấp chưa đạt đến thần nha mọi người. Trước khi vào với video ngày hôm nay thì mình rất mong các bạn hãy bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Rồi ok, không dài dòng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Xếp ở vị trí thứ 10 của chúng ta đó chính là Trần Tâm, kiếm đấu la. Trần Tâm cùng với Cổ Dung đều là hai vị phong hào đấu la chấn tông của Thất Bảo Lưu Ly. Tuy nhiên thì thực lực của ông cũng cao hơn một chút, đạt tới cấp 96, trong truyện thì 97. Cơ bản thì trong đấu la đại lục không có mấy người xứng đáng là đối thủ của ông. Võ hồn của ông được đánh giá là mạnh nhất với thất sát lãnh vực cùng với thất sát kiếm pháp. Ông có khá nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu so với mọi đối thủ. Vì thế mà thực lực của ông vô cùng cường đại. Xếp ở vị trí thứ 9 của chúng ta đó chính là Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La chính là hai cung phụng của Vũ Hồn Điện. Nếu như tính địa vị thì xem như không phải là đứng đầu ở đấu la đại lục. Nhưng mà thực lực cũng không thể khinh thường với hồn lực là cấp 98. Đạt tới siêu cấp đấu la. Hồn lực của Kim Ngạc Đấu La sau cấp 95 trở lên, mỗi lần đột phá cấp thì mỗi lần thực lực tăng lên 30%. Kim Ngạc Đấu La đã từng giao chiến với Đường Hạo, và Đường Hạo phải xuất ra tuyệt kỹ mới có thể đánh bại được hắn. Khi mà Đường Hạo giao chiến với Kim Ngạc Đấu La thì lúc đó Kim Ngạc Đấu La đã có hơn Đường Hạo 2 cấp. Xếp vào vị trí thứ 8 của chúng ta đó chính là Đường Khiếu. Đường Khiếu được mọi người gọi là Khiếu Thiên Đấu La. Đường Khiếu là tông chủ của Hạo Thiên Tông, anh trai của Đường Hạo. Bề ngoài thì nghiêm nghị, trên thực tế rất quan tâm Đường Hạo cùng Đường Tam. Đường Khiếu cũng có tình cảm với mẹ của Đường Tam là A Ngân, nhưng sau đó thì chủ động rút lui vì biết được người A Ngân yêu không phải là mình. Về sau anh đã trợ giúp Đường Hạo quy nhận tổ tông, sau đó cùng tham dự đại chiến với Vũ Hồn Điện. Hồn lực của ông đạt tới cấp 97. Vũ hồn là Hạo Thiên Tông truyền thừa vũ hồn Hạo Thiên Trì, gồm có 4 thuộc tính: lực, phá, mẫn và ngự. Thời kỳ đỉnh phong đã từng nắm trong tay hơn 10.000 tên hồn sư, xứng đáng là thiên hạ đệ nhất tông môn. Đã từng một mình giao chiến với mấy tên phong hào đấu la cùng một lúc, làm cho đại lục phải khiếp sợ. Đến ngay cả Vũ Hồn Điện cũng chỉ có thể cầm như hến mà sợ hãi. Xếp vào vị trí thứ 7 của chúng ta đó chính là Đường Hạo. Đường Hạo chính là cha của Đường Tam, bởi vì yêu một người phụ nữ tên là A Ngân mà bị Vũ Hồn Điện truy đuổi. Ông đã bị thương nặng và đến một ngôi làng tên là Hồn Thánh Thôn làm thợ rèn. Bề ngoài nhìn có vẻ hơi cổ trang một chút, nhưng mà một mình ông thời liên thiếu từng dùng một chiêu đẩy lùi Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật, buộc cho ba phong hào đấu la phải hợp lực. Lúc thiếu liên, ông chính là người trẻ nhất đạt đến phong hào đấu la, nhưng danh hiệu này sau đã bị thay thế. Vũ hồn là Hạo Thiên Trì, hồn lực lúc thiếu liên là cấp 96, về sau tăng lên cấp 98. Thực lực có thể nói là đứng đầu Hạo Thiên Tông ngoại trừ Đường Thần, về sau được Đường Tam cùng Đường Khiếu trợ giúp để quay về nhận lại tổ tông. Xếp ở vị trí thứ 6 của chúng ta đó chính là Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu chính là cung phụng đại trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Hồn lực đạt tới cấp 99, trở thành tuyệt thế đấu la bán thần chi thân. Phong hiệu là Thiên Sứ Đấu La, vũ hồn là Lục Dực Thiên Sứ. Thiên Đạo Lưu chính là một trong ba đấu la đỉnh cao cùng với Đường Thần và ba Tái Tây. Tu vi thì hơi thua hai người đó một chút, nhưng mà thực lực thì không kém. Chỉ cần sử dụng một chiêu liền khiến cho kiếm đấu la sử dụng toàn lực. Thiên Đạo Lưu có tình cảm với ba Tái Tây nhưng mà bị cự tuyệt, rồi bị Đường Thần áp chế, vì vậy lòng mang oán hận. Về sau hiến tế mà mất mạng để trợ giúp cho Thiên Nhận Tuyết nhận truyền thừa trở thành Thiên Sứ Chi Thần. Xếp ở vị trí thứ 5 của chúng ta đó chính là Đường Thần. Đường Thần chính là tổ phụ của Đường Tam. Thoạt nhìn thì ông có vẻ rất là một người hiền từ, nhưng mà thực tế ông đã từng là một người sát thần, là người khai sáng ra Hạo Thiên Tông. Từng ở Hạo Thiên Phong đánh bại Thiên Sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu, trở thành cường giả đệ nhất đại lục với hồn lực là cấp 99, bán thần chi thân. Võ hồn là Hạo Thiên Trì, thực lực gần tiến cấp với thần linh. Sau khi đột phá cấp 99 liền cùng Thiên Đạo Lưu kết bạn đến Hải Đảo Thần và gặp ba Tái Tây. Hai người đại chiến bởi vì công việc của Vũ Hồn Điện lên Thiên Đạo Lưu quay lại đại lục. Chỉ còn lại Đường Thần và ba Tái Tây ngày ngày so tài, rồi dần dần có tình cảm.
sau đó ra lời thề không thành thần, không quay lại. Tuy nhiên lúc tiến hành khảo sát tu la truyền thừa, bị la sát thần làm hại, khiến cho ông bị mất tâm trí nên đã giết chết vua. Sau đó được Đường Tam sử dụng hải thần chi quang khôi phục lại tâm trí, nhưng tiếc là cơ thể ông lại không thừa nhận. Trước khi chết, thực lực của ông đã rót hết vào trong tu la kiếm, truyền lại cho Đường Tam. Sau đó ở hải thần đảo dưới sự giúp đỡ của hải thần hồn, cùng với ba tái tây đã quyết định vĩnh viễn ở lại đó. Xếp vào vị trí thứ tư của chúng ta đó chính là ba tái tây. Ba tái tây bề ngoài nhan sắc được đánh giá là không quá đẹp, mà khí chất thì không ai có thể so sánh. Bên ngoài mặc chiếc áo choàng màu đỏ, mái tóc dài màu xanh, vẻ ngoài nữ tính trông như khoảng 30 tuổi. Tay phải của ba tái tây cầm một thanh trượng dài tới 3 thước. Quyền trượng có màu vàng, toàn thân chạm trổ ma văn. Ba tái tây chính là đại tế tư của hải thần đảo, cũng là người phát ngôn, trưởng quản. Hồn lực đạt tới cấp 99 bán thần chi thân, trở thành tuyệt thế đấu la, danh hiệu là hải thần. Vũ hồn là hải thần và là một trong ba tuyệt thế đấu la hải dương. Trong lịch sử, ba tái tây đã từng đánh bại vũ hồn điện, về sau trợ giúp Đường Tam trở thành hải thần bằng cách hiến tế và mất mạng. Nhưng thần hồn vẫn còn lưu lại ở hải thần đảo cùng với đường thần chung một chỗ. Xếp vào vị trí thứ ba của chúng ta đó chính là Thiên Nhậm Tuyết. Phụ thân của Thiên Nhậm Tuyết chính là Thiên Tầm Tật, mẫu thân là Bỉ Bỉ Đông. Tính cách thì ưa nhã lạnh lùng, cao quý uy nghiêm, được đánh giá là một người cực kỳ thông minh. Tiên thiên mãn hồn lực là cấp 20, thừa kế năng lực và trở thành thiên sứ chi thần khi còn rất trẻ. Vũ hồn là Lục Dực Thiên Sứ, hồn lực đạt tới cấp 100 trở thành thần linh đầu tiên ở trong Đấu La Đại Lục. Cô đã từng rất lạnh lùng nhưng bởi vì yêu Đường Tam mà trở nên không quả quyết. Trong trận chiến cuối cùng đã bị Đường Tam trọng chế khiến hồn lực bị phá nát. Hồn lực cũng vì thế vĩnh viễn cố định ở cấp 89 và không bao giờ có thể thăng được lên cấp 90. Do đó mà Thiên Nhận Tuyết không cách nào thăng nhập thần giới. Xếp ở vị trí thứ hai của chúng ta đó chính là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông tuổi đã ngoài 50, mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng ngoại hình lại là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, nổi bật với làn da trắng, vóc dáng hoàn hảo với một khí chất cao thượng. Trang phục của cô là bộ áo choàng sang trọng viền màu vàng, vương miện màu vàng tím, trong tay cầm cây trượng dài hơn 2 thước, được chạm vô số đá quý, tính cách thì tàn nhẫn, thông minh và tính toán. Bỉ Bỉ Đông là người hiếm hoi có song sinh võ hồn. Bỉ Bỉ Đông cùng với Đường Sa đối địch rất lâu, khiến cho Đường Tam rất nhiều khó khăn. Lúc còn trẻ có tình cảm với lão sư Ngọc Tiểu Cương nhưng bị Thiên Tầm Tật cưỡng hiếp, rồi sinh ra Thiên Nhậm Tuyết. Sau đó trong lần Thiên Tầm Tật đánh nhau với Đường Hạ mà bị thương, Bỉ Bỉ Đông đã nhân cơ hội giết chết kẻ làm nhục mình, rồi nàng ta lên làm giáo hoàng tối cao của Vũ Hồn Điện. Vũ hồn của Bỉ Bỉ Đông là Chu Hoàng Ma Chu. Hồn lực ban đầu chỉ là 99 cấp viên mãn, nhưng sau đó đột phá tới 100 cấp trở thành thần linh. Trong trận chiến với Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhậm Tuyết liên thủ nhưng vẫn bị đánh bại. Xếp ở vị trí thứ nhất của chúng ta đó chính là Đường Tam, là người đạt tới phong hào đấu la sớm nhất với 26 tuổi. Không cần phải nói nhiều nữa, nhân vật Đường Tam có song sinh võ hồn là Lam Ngân Thảo, sau này trở thành Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Trùy. Hồn lực đạt tới cấp 100, trở thành hải thần thần linh. Đánh bại hai vị thần cấp 100 là Thiên Nhậm Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, tuy rằng có sự giúp đỡ bên ngoài. Hiện nay đang đảm nhiệm hải thần thần chi, kỹ năng và danh hiệu thì khỏi đếm bởi vì có đếm cũng không thể nào hết. Nói chung Đường Tam là con của Đường Hạo, cháu của Đường Thần và là chắt của Đường Gia Tam Thiếu. Những thông tin khác thì mình sẽ xin phép không liệt kê ra bởi vì mình đã làm một video review rất chi tiết về Đường Tam rồi. Trên đây là 10 vị phong hào đấu la mạnh nhất ở trong bộ truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Các bạn thấy video này thế nào? Đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho MTG nhé. Và hãy comment ý kiến của các bạn ở dưới phần comment và góp ý cho MTG để MTG cải thiện hơn. Cuối cùng thì mình, MTG, Quỷ Vương đến từ một thế giới khác, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và chắc chắn là sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo rồi.